Hôm nay GoFood xin chia sẻ với mọi người về một cái nhóm chuyên làm thiện nguyện, chuyên làm công tác thiện nguyện ở các bệnh viện cũng như là bệnh viện ung bú. Một cái công việc rất là ý nghĩa và thầm lặng, đó là nhóm thiện nguyện của cô Thanh, chuyên cắt tóc và gội đầu miễn phí cho các bệnh nhân ở trong bệnh viện. Thì hôm nay GoFood có dịp gặp cô vào cuối tuần. Bây giờ sẽ lên trên phòng để mà gặp cô và trò chuyện với cô một chút xíu. Anh vừa lên GoFood vừa mới gọi điện cho cô Thanh. Thì chưa gặp nhưng mà thấy ở hành lang ở lầu 1 của khoa B, khu B, bệnh viện ung bú đây. Thấy các cô đang làm cái công việc thiện nguyện đây. Cô đó đa phần là các cô cho mọi người biết. Tại mà GoFood cũng có năn nỉ cô Thanh cũng được vài lần nên cô Thanh mới đồng ý trò chuyện cùng với GoFood. Đây, cô Thanh nói là nãy đang ở trong phòng 201. Đó, đây cô Thanh đây. Con chào cô nha cô Thanh. Con tên Sinh. Dạ. Hồi nãy con gặp cái cô ở hành lang, cô nói ngại quá không lên hình. Dạ. Cắt tóc rồi đầu. Thôi nằm ngay đó, nằm ngay đây được rồi, khỏi xoay. Nằm đó đi, đưa cái đầu qua bên kia. Chờ chút. Cho em nhờ chị xíu. Được rồi, chích lần miếng rồi. Cái nửa hai chân gác qua bên kia. Xuống này. Xuống. Rồi. Thả ra đi, con gác cho cái ghế. Gác qua bên kia được không? Không gác cái ghế đi. Đây để em. Cho chị mượn cái ghế đi, cái ghế cao kìa, ở sau lưng kìa. Đây là đồ nghề của mấy cô đem vô. Mấy cái xô với lại xà bông là mình đem vô hả cô? Của mình hết. Dạ. Đồ nghề của mình. Cho em tí. Chơi cái giường quanh miếng. Xích cái giường xuống. Kéo đi. Thôi. Hôm nay mình đi bao nhiêu người cô? Đi 3 người. 3 người với cái cô ngồi ở ngoài hành lang. Dạ. Mình ở quận mấy vậy cô? Quận Gò Vấp. Gò Vấp. Đi qua đây hồi mấy giờ cô? 9 giờ. 9 giờ. Dạ. 8 người hả cô? Không bao giờ đi đủ 8 ấy. Dạ. Cứ 4 hoặc 5 ở khi 3 ở kia cứ ít khi đi đủ tháng, cứ thay đổi nhau đi. Dạ. Gần đi gần. Cắt tóc, gội đầu. Cắt tóc luôn rồi. Dạ. Từ sáng giờ chưa cắt hả cô? Có, cắt hai người. Dạ. Nam nữ luôn hả cô? Nam nữ gì cũng cắt hết, dạ. Hai bọn cắt. Các cô làm rất là, gọi là rất có tâm. Đó, bằng từ cái tấm lòng. Cái công việc này làm bao lâu rồi cô Thanh? Cô làm thì lâu lắm rồi, 30 năm nay. 30 năm nay. Trong nhóm của mình là ai là người tiên phong? Cô đây. Cô Thanh. Và hiện cô này là mới đi sau này. Tôi thì đi chừng được 6 năm. 6 năm. Ai là tiên phong cô Thanh? Các chị. Các chị, dạ. Cô này là lâu nhất là 6 năm. Cô 10 năm rồi. 10 năm, dạ. Cô hôm bữa con gặp cô đó. Hôm bữa con gặp cô tuần trước đó. Dạ. Cô con kêu cô tên gì? Cô Loan. Cô Loan, cô Thanh. Còn ở ngoài cô kia nữa. Cô Nga. Nga có thấy con trẻ thôi. Trẻ. Có hôm mùa đông lắm, đến 4 giờ chiều mới về. 4 giờ chiều.
Một tuần là mình đi một lần hả các cô? Là thứ bảy hoặc chủ nhật? Thứ bảy chủ nhật trong hai ngày đó. Từ 9 giờ cho tới chừng nào mà hết người thôi. Không còn bệnh nhân ngồi nữa thì ở khu nào, thường là ở khu nào hay là nguyên, ở nguyên một cái khoa này này, từ đây sang tí nó lên trên kia. Giờ lên trên khu C nữa. Lên trên khu trên đấy. Nói chung là ai cần thì mình gọi cho hết thôi. Cứ kêu gọi ai cần. Dù trễ dù tối thì vẫn cứ gọi. Làm liên tục vậy luôn hả cô? Người thôi. Một cô vậy là gọi ít nhất là khoảng 10 phút hả cô? 10-15 phút không cô Thanh? Tùy. Cũng tùy. Dạ. Con thấy ngoài cái việc mà gọi ra thì các cô chú nằm ở đây rất là lâu nên là nó có thư giãn nữa. Nên là rất là thoải mái trong cái việc này. Trời ơi, có khi mình vô đi mình gọi có nhiều người, gọi 8 người lần vẫn cứ thấy nằm ở đây. Dạ. Yeah. Rồi em nào đâu. À, mới gọi cho cô kia xong là xây qua tới cô này ở đây. À, cô Phú xin nhắc lại với mọi người thì nhóm cô Thanh thì hoạt động được 10 năm, gần 10 năm. Cô Thanh là người tiên phong được 10 năm. Cô Lon thì 6 năm, còn một cái cô ở ngoài kia. Cô Phú chưa hỏi. Cô đó cũng 6 năm. 6 hay 5. Lấy ra. Lấy rồi, có lỗ nào đâu mà ra. Cô để đỡ đó đi. Thường thường là mình ở bệnh viện ung bú không hả các cô? Dạ. Bên này nhiều người nặng. Dạ. Có chứ nằm ở trong đây mà có gọi đầu là cũng đỡ lắm chứ. Đấy là nhiều người người ta mong lắm. Dạ đúng rồi. Thêm mấy ngày rồi đang mong. Giữ cái máng để đợi ra đi. Là sao cô Thanh lại coi như là làm cái công việc và yêu cái nghề này? Dạ. Tại vì cô người thân cô nằm trong này cũng mấy người. Nằm ở con gái đỡ đầu cô đó. Nằm bệnh viện ung bú này luôn hả cô? Này sau đó nhưng mà nó nằm sau này nó mới nằm thôi. Dạ. Và cháu cũng mất hết rồi. Dạ. Ông chú rồi bà cô cũng ở trong này đi ra nhưng mà cái công việc này thì cô tham gia cũng lâu rồi. Dạ. Mà mấy cái người bà con nó thì cũng sau này thôi cũng lên đường hết rồi. Tại vì cô thấy có nhiều lúc mà cô thấy hả, người ta đau, người ta khó chịu. Dạ. Bản thân cái người nuôi họ cũng giống như là họ nuôi lâu ngày họ chăm sóc cũng không có, họ cũng bực bội rồi là kia cái nọ. Dạ. Thấy có nhiều người. Thấy các em ở trên kia. Thấy như vậy là chị cô cũng có một mấy chị trước cũng, mà bây giờ mấy chị đó không làm ở đây, giờ mấy chị đã đi qua bên cái chỗ gì đấy cho anh cái gì quận 8 quận 8 cơ. Dạ. Ra ngoài đấy thì xa quá không ra được. Nói chung là cái này là từ cái tâm ra chứ chứ không phải là cái nghiệp mà không phải là cái nghề. Với lại một phần là các cô Thanh như là cô Thanh thì có những cái kỷ niệm có bà con gì ở trong trong đây rồi thì cũng biết. Dạ. Dạ. Gia đình họ cũng có người nuôi rồi mình. Dạ. Cũng có cảm nhận một phần về cái sự đau thương ở trong đây, chữa bệnh rồi trong đây. Đó. Nói chứ nằm hoài rồi mệt mỏi lắm. Phải như mình gọi mà mình đến mà lần sau mà không thấy người ta thì mình mừng cái thằng người ta sẽ viện. Đúng rồi, đúng rồi. Người mà đến. Ơ em Minh Nguyệt có đây không? Gặp hoài vậy. Có mấy buổi sao vẫn cứ còn đây. Minh Nguyệt. Mong sao là mình gọi cho người mới không có mọi gọi cho người cũ. Một lần gọi như vậy là phải hai người mới gọi cũng được. Gọi ở trong phòng ấy thì hai người, còn ngồi ngoài thì cần một. Dạ. Mà trong phòng ấy sao nước. Phòng ấy ông nó chật chội nó ấy ở kia thì nó cần có thằng không? Có thằng cô không? Thấy thoải mái không cô? Thoải mái đúng không?
Con nằm đây lâu chưa? 5 bữa. Đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên cô gọi đầu, cô Thanh gọi đầu. Dạ. Mới nhập viện. Thôi con mong cô mau hết bệnh rồi về nha cô. Dạ. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Qua bên đây mình thấy là làm cái này là phải tỉ mỉ một chút xíu, tại vì ở đây là người bệnh không nên là phải nhẹ nhàng. Như cái chị này thì không có di chuyển được, phải nhờ 2-3 người xây lại mới gọi đầu được. Ở trong phòng thì phải 2 cô, một cô gọi, một cô xách nước rồi khăn. Cho con nhờ chút xíu nha bà. Những cái vật dụng mà mình mua để mình gội đầu với cắt tóc thì cũng không có nhiều tiền hả cô Thanh? Mua làm với mấy cô đợt trước á. Dạ. Cái máng này mua xài chung. Rồi ai đã chuyển cái xô nước ra ngoài không cô cái? Ai xách cái xô nước ra. Xách ra rồi. Đây em. Sao mà lâu có chỗ này cô nha. Con thấy không? Dạ con. Ở trong này còn ai nữa không? Đó. Đây là toàn bộ cái đồ nghề của các cô trong vòng 10 năm nay nè. Đó, đồ đây là cái lưỡi lam gọt tóc nè, cắt tóc nè. Rất là sạch sẽ nha. Cô Thanh làm rất là sạch sẽ. Dạ, gọn ghẹ sạch sẽ là. Cái đó là cái thanh để chùm. Thấy Thanh chưa giặt luôn rồi một cái Cô Thanh có chia sẻ với GoFood là những cái đồ mà để phục vụ cho bệnh nhân ở trong đây thì có lúc thì Mạnh Thường Quân hỗ trợ, có lúc thì nhóm tự bỏ tiền túi ra để mà mua. Một người làm một cái khăn, sau khi sử dụng thì bỏ. Đó. Những cô Thanh cho con hỏi là mình làm cái công việc này là gần 10 năm thì những cái kỷ niệm nào mà vui có, buồn có thì cô có thể chia sẻ với mọi người những cái kỷ niệm đó được không cô Thanh? Giờ kỷ niệm vui trước đi. Ấn tượng nhất. Trong này vui rồi, cô trong này thì chỉ có vui với chị em mình hòa đồng, mình cùng lòng, mình cùng yêu thương, mình cùng làm. Dạ. Vui với chị em, vui với bệnh nhân thì chắc là vui không nổi. Tại vì bệnh nhân người ta y tế là người ta đông, chị chia sẻ mình vào. Dạ. Có thể là mình làm cái gì đó, chẳng hạn như là người ta không gội thì mình ăn để mình mời người ta. Người ta gội thì mình cũng mừng, mình để cho người ta mát mẻ, người ta nghỉ ngơi, người ta bạn. Dạ. Con, dạ. Họ gội cái đầu xong rồi nó trời ơi, cái đầu nó nhẹ mà nó mát mà cắt tóc được nữa. Đúng rồi. Càng nhẹ hơn nữa vì cái đầu nó bây giờ là mồ hôi tê. Và cái tóc họ nhiều đó thì nó nóng được. Đúng lắm. Đúng, nằm lâu dài mà. Lâu, một tuần lễ mình có vui mình gội cho người ta thì người ta rất là thích. Đó thì cũng mừng khi mà người ta đón nhận cái công việc của mình như vậy. Người ta còn hợp tác với mình để cho người ta mát, người ta sạch sẽ thì
tiền thì kéo dài và thì vài ba năm, năm bảy năm thôi chứ không có thể kéo dài. Nó vô phương rồi, nó đi vào máu rồi, nó đã di căn rồi, thể nào chỉ có là được ơn chữa lành, chẳng hạn như mình có đức tin về một cái đạo của mình, có khi là mình được Chúa chữa lành, mình được ơn để Chúa chữa lành, cái đó là lòng thương xót của Chúa. Chứ còn bình thường thì con thấy hồi xưa đã đăng lên là nhà báo cũng đăng lên là thuốc mà đưa vào cái bệnh viện này, có nghe không? Đã có một cái thời điểm như vậy rồi. Buồn thì cũng có nhiều cái buồn, mà vui thì chỉ có vui thế thôi. Buồn à, buồn nhất là những cái gì là cô Hân? Nhất là khi mình vào mình không thấy những cái người mình còn trước, mà đợt này mình còn có thể là họ về họ chờ cái ngày họ lên được. Con nghĩ là con ví dụ thử nha cô Thanh. Ví dụ như tuần sau thì cô vô thì cô gặp những cái người nằm ở gần đó, cái người cô đã gọi ở tuần trước á, thì họ nói là cái người đó đã mất. Chắc con nghĩ là cái đó là cái có thể là một phần nào cũng buồn lắm ha con. Đúng rồi. Khi mà cô vừa gặp ở tuần trước, tuần sau tính gọi lại nên mà người chính, ta chính những bệnh nhân ở trong này mà cô đỡ đầu để cùng theo đạo Thiên Chúa với cô đó là cũng được mấy người rồi. Dạ. Có nghĩa là cô cũng theo họ là tháng này qua tháng kia, có thể là 3 4 tháng, 4 5 tháng gì đó. Cô theo về đến nhà, cô chăm sóc họ về tới nhà, thì cái giờ chết của họ thì có khi có người chết ở trên tay cô, chết trên tay cô luôn, và cô đưa họ về tận nhà luôn, về đến nhà. Đó là những người thân của cô, chẳng hạn như là họ nhận cô làm người bạn hoặc là một người mẹ đỡ đầu. Yeah. Thì thế thôi, chứ còn bệnh nhân ở đây thì hầu như là cô không có khả năng để làm cái việc đấy, tại vì rất là nhiều, không có khả năng làm việc đấy. Con nghĩ là những cái hình ảnh đấy thì khó mà quên được, cô nhỉ, khó mà phai mờ được, khó quên lắm đó. Cho nên là trước là cô có cái cô cô nhận cô là chị em kết nghĩa, thì cũng theo bà được có 3 tháng thì bà chết. Sau này bà còn đứa con, bà cũng gửi gắm cho cô, nhưng mà cuối cùng cũng không có khả năng để lo cho nó. Thì bây giờ nó về với Vĩnh Long rồi, nhưng mà nó trước là nó gọi điện lên nó nói cô cho con 500 để con đi lên con tìm, mà cô cũng tìm cho nó một cái nơi để cho nó gửi thân của nó, vì nó có hai đứa con mà chồng nó thôi thì hai đứa con, nhưng mà cuối cùng bây giờ cô cũng không biết đường gọi qua bưu điện cho nó. Rồi bây giờ giống như là nó không tin mình nữa, cái đó thôi, coi như là không có liên lạc nữa, nhưng mà địa chỉ của nó không còn đó. Cho nên là thấy nhiều cái mảnh đời khó nói lắm, nhiều cô cũng đưa những cái quần mới, mua quần mới đó, bước 20 bình đúng không? Có nhiều cộng thanh niên không có người thân rồi, khó khăn rồi, nhiều khi mình cũng không biết làm cách nào để mình giúp người ta ngay lúc bây giờ. Có khi thì không, bản thân mình cũng chẳng ổn định những gì mà mình làm cái việc đó. Có cái lúc nào thì mình làm. Con nghĩ nhưng ví dụ như lâu lâu Mạnh Thường Quân người ta hỗ trợ tiền thì cái đó thì lâu lâu, còn con nghĩ công việc của cô là 10 năm nay thật sự là theo con nha là rất là công lao, rất là nhiều, rất gọi là rất tấm lòng của cô. Nói không được nói đến cái công lao là tại vì con biết sao, theo cô làm như thế này, cái thứ nhất là cô cầu nguyện cho họ. Dạ. Cô để những cái mà cô làm được cái việc tốt để cho cô tin thật là cô có bề trên, để cho ngài nhận những cái lời cầu nguyện của cô để ban xuống cho những cái người bệnh này họ được bằng an cho đến cái khi nào họ ra đi, họ thanh thản, họ ra đi. Dạ. Họ có nằm trên giường bệnh họ cũng được bằng an, họ cũng lo lắng. Dạ. Cái thứ hai nữa là có cái tinh thần giúp người, giúp cho những cái mảnh đời của mình là mình sẵn sàng mình hy sinh mình làm. Chứ nhiều khi cô cũng mỏi mà, nhiều khi cũng lười, nhiều khi cô gặp những người khó khăn, nhiều khi cô cũng bỏ cuộc nhiều lần lắm mà. Tại nãy con thấy di chuyển đồ các người bệnh ở trong đó khó khăn hay cô? Dây nhợ rồi chân cẳng đau rất chưa là kể mà đi qua bên này chưa kể có những cô y tá, có cô y tá bên này cô gặp mấy cô là cô dị ứng lắm, tại vì có mấy cô mà mới vào đó, mới làm, với lại mấy cô cũng như cái kiểu như mình tích cực nhiều quá, mình tích cực nhưng mình không có hiểu, mình không có nhìn về cái phía mà nó không có được bảo đảm cho bệnh nhân. Dạ. Thành ra mình tích cực như vậy là làm cho người ta không có hài lòng ha. Xảy ra cái gì đó một cái thì người ta y tá bác sĩ là người ta chịu trách nhiệm, mà có nhiều người bệnh nhân họ cũng ác lắm. Thí dụ như là mình làm cho người ta thì không sao, bây giờ người ta khỏe thì không sao, mà người ta có xảy ra cái gì giống như là cái ông trước mà nào anh kia, mấy ông mà bị mổ cái bi đan mà cổ
xong là mơ gọi đầu trong, xong là cái ông ăn cơm luôn, rồi cái ông chờ một chơi một lúc, xong rồi cái tự nhiên cái ông ăn xong cái ông ngồi chơi, thì một chơi được một lúc là ông nằm cũng đờm lên, đờm lên thở không được. Cái mấy bà xuống lại nói mới gọi đầu đó, ông mới gọi đầu đó, mấy bà được gọi đầu cho ông đó, làm bằng tiếng như cô đang kể là tại vì mấy cái cô này tích cực nhiều quá đi, giống như là thấy bệnh nhân như vậy mình không muốn bỏ mà không bỏ qua đi được. Nhưng mà phải biết cái bệnh nào mình gọi được và cái bệnh nào mình gọi không được. Đúng rồi. Người ta mới mổ xuống, mới mổ xuống hồi đêm mà là mới mổ xuống ngày hôm qua. Mà người ta phải khỏe, mà người ta không phải truyền máu. Nhưng mà cũng không nên gọi cho cái bệnh như thế, phải 2-3 ngày. Mà người ta không truyền máu, người ta chỉ truyền nước, truyền này kia thôi. Như là trước khi người ta mà đang truyền máu mà con gọi là không được. Các như bạn, vậy là mình bị gây khó dễ. Đó mình gây phiền toái cho mình luôn á, chứ đừng có nói. Cái đó là cái kinh nghiệm đó, trước khi gọi mình phải nhìn rồi phải hỏi. Nhìn phải hỏi. Này dặn ngoài mà mấy chị cũng không có nhớ. Dạ. Cũng lớn tuổi rồi. Mấy chị muốn thấy bệnh là cứ làm. Dạ. Trong này nó cũng có nhiều cái bệnh. Đấy cái chị mà lớn người cũng ở trong cái nhóm của cô mà đi gọi là cô mang khẩu trang, mang bao tay, mang tập về. Còn cô thì cô trần cô không có mang cái gì hết trơn. Cô có ra nhiều khi mà có nhiều cái bệnh này, nhiều khi cái bệnh đang vô trong này cũng cộng một tay. Cộng một tay ở tay được hai, có cái nhiều tội phạm có, rồi bệnh sida có, rồi bệnh nhiều cái bệnh lắm chứ không phải là riêng cái bệnh này. Nhưng mà những cái bệnh đó là người ta chăm sóc cho cái bệnh này trước, nó phải trị được bệnh trước, nó trị cái bệnh kia lại như thế khác trị. Cho nên là nhiều khi người ta thương mình mà mình không biết, hoặc là nhiều khi người ta gây khó khăn cho mình mà mình phải làm như thế nào để người ta gây khó khăn cho mình không biết. Mình phải nhìn việc và nhìn bệnh mình làm. Có nhiều khi có những chị mà chị không biết, thành ra chị làm cho cả nhóm cũng phải hưởng luôn. Dạ, dạ, đúng. Đó, cho nên là nhiều khi mấy cô nói chứ cái phòng này nó có sida nghe, bây giờ tôi không đồng ý cho các chị làm thì mình đi ra đi. Bây giờ có hay không có, người ta lên tiếng như thế thì mình đi ra đi. Dạ. Mình làm thì ví dụ như là nhỡ có cái gì cái nào lại, người ta không phải là người ta báo trước cho mình đâu. Dạ. Người ta báo trước. Đúng, đúng. Rồi cái thứ nhất như vậy, cái thứ hai nữa. Rồi ví dụ mà mình có cái này mang tiếng. Con thấy không, tại đi làm, đi gội đầu mà bị lây cái này, chính cái bệnh này không lây, chính cái bệnh này không lây, nhưng mà có những cái bệnh khác nó lây, chẳng hạn như là lao, phổi, hoặc là sida, hoặc là cái gì đó, những cái bệnh đó thì nó lây hết một ngoài da vậy đó. Nó đến sợ thì bây giờ người ta không có mà người ta còn có, bây giờ mình không có thì mình cứ có dân thôi, bản thân cô thì cô cứ là trước khi cô làm, con dạ. Yeah. Biết là sợ lúc bây giờ thì không biết làm sao. Tại vì con nghĩ cô nãy cô mới nói con mới nhớ thì cái móng tay đồ của mình đồ mình gội đầu rồi đó, nên là nó đúng rồi. Cô cắt hết. Cô cắt hết. Mấy cô kia thì còn đeo găng tay, còn ở nhóm mấy chị bên kia cũng đeo găng tay, là đeo khẩu trang, là đeo tập về cho bản thân cô thì không. Tại vì cô nghĩ là cô cũng hồi xưa đó là bệnh nhân đây họ cũng phản ảnh. Tại vì người ta nói yêu thương mà làm như thế thì không còn có tình yêu thương, sợ người ta, cái đó là mình sợ người ta. À, có cái khoảng cách nhìn nó không có thân thiện, nó không có cái khoảng cách không thân thiện, nhưng mà người ta lại cho là mình lừa người ta nữa. Dạ. Đó, cho nên là người ta khóc cô ra. Dạ. Dạ. Tại vì mỗi người cách, chẳng hạn như tôi cũng làm như thế thì tôi có thân mình thôi, tôi làm thế tôi như thế này thì không sao, nhưng mà các chị thì còn gia đình, còn con, còn cháu không có cái gì một cái thì chị thì không sao, nhưng mà những người khác có sao thì tội nghiệp cho các chị thôi. Thì mọi người cũng đã nghe cô Thanh trò chuyện là không phải là chuyện gội đầu là cũng đơn giản ở trong bệnh viện, nó rất là phức tạp, rất là phức tạp. À, không phải là ngoài cái chuyện mà gọi đầu cho ngoài cái việc mà gọi đầu cho các bệnh nhân thấy khó khăn mà từ nãy thì cô Thanh có trò chuyện đó, mọi người có nghe. Bây giờ thì mọi người xem cô Thanh cắt tóc. Sao chị khóc? Hoàn cảnh của cái chị đó hả? Cái đó để một chút mình nói chuyện riêng đi ha chị. Chị cũng đang điều trị ở đây hả? Dạ. Lâu chưa? Em ở đây khoảng 20 ngày. 20 ngày. Dạ. Cắt cho nó thoải mái ha chị. Thoải mái cho nó ngọt. Ngọt ngạt quá, trong đây ngọt ngạt quá. Thank you.
Ngoài cái việc mà làm thiện nguyện ở trong đây thì cô Thanh có tham gia công tác thiện nguyện ở đâu nữa không cô Thanh? Hay đi vùng sâu vùng xa thôi. Vùng sâu vùng xa, đi theo đoàn. Nhớ. Theo nhớ. Thì năm cô đi mấy lần? Năm đi mấy lần. Hồi nãy cô Thanh có nói với con là lúc trước có phát quà rồi đó. Dạ. Cô phát là cô chỉ phát cho bên các em Khoa Nhi thôi. Khoa Nhi. Hồi nãy chị chưa gọi hả? Chưa rồi. Chị biết cô Thanh lâu chưa? Dạ, biết cô Thanh biết không? Từng rồi, biết cô từng rồi. Từng rồi. Thấy cô vô đây hay là người ta nói? À, em thấy cô vô đây rồi em mới lại. Dạ. Cô đi gọi từng phòng. Ở những cái bệnh viện thường hay có mà gọi đầu mà lấy tiền không? Có chứ, có mấy bà đi lấy tiền chứ. Có lấy tiền. Hiện giờ là trong nhóm của mình là khoảng 8 người hả cô? Nhưng mà không bao giờ đi đủ. Thỉnh thoảng đi thôi. Còn con thấy là cô Thanh với lại cô Lon. Cũng hay đi lắm nhưng mà cô hôm nay cô bệnh. Dạ. Rồi trưa thì cô ăn cơm ở đâu vậy cô Thanh? Không có ăn luôn hả? Ăn sáng. Thôi một lần nữa thì chúc cô Thanh nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, có dịp con gặp lại cô Thanh nha cô. Dạ. Cô là quốc tịch Úc. Người không, con chưa được quốc tịch. Chưa được quốc tịch, nhưng mà cô đã định cư ở Úc. Đó, lâu lâu thì cô về đây. Năm nào cũng về hết chứ không phải là lâu lâu. Mỗi lần thì cô về lâu không? Thì tùy, mình thích ở mấy tháng thì ở. À, ở xong rồi mình sang đó. Xong rồi đấy, nó kể là tôi về mấy tháng là tôi cũng đi làm hết. Rồi cô đi bỏ một năm thì cô Thanh buồn sao? Mấy ngày kia làm. Dạ. Đó. Cô Lon này là ở Úc. Ở Úc thì cổ có chia sẻ là một năm cổ về một lần làm cái công việc này, cổ rất là thích làm cái công việc này. Coi coi chừng nào cô về bển cô. Chắc phải 2 tháng nữa rồi mới đi. 2 tháng. Là tới tháng hè ha. Mấy cái tháng này ở bên đấy là đang mùa lạnh. Dạ. Để tránh cái lạnh. Còn một bà nữa thì mới đi Pháp về này, bà cũng đi du lịch 1 năm. Dạ. Bạn ấy bà còn sức sống lần cùng. Thế chứ tôi làm này tự nhiên tôi mê lắm. Mê. Vâng, bởi cho nên về đến đây cái là bắt đầu lại tham gia đi làm luôn. Con thấy mấy cô làm nhiệt tình, rất là nhiệt tình. Dạ. Mà thấy cái công việc này đâu phải là thấy đơn giản chứ không phải đơn giản đâu. Yeah. Không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên nó về đi mình thấy mê lắm, cho nên cứ về cái là lại gọi nhau ơi. Dạ. Để đi. Ngoài cái việc làm thiện nguyện này thì mấy cô có tham gia cái công tác xã hội ở đâu nữa không? Có thỉnh thoảng là đi bác ái ở mấy vùng sâu vùng xa ấy. Dạ. Mà lâu lâu là 1-2 tháng thì đó thì mới đi một lần. Dạ. Đi là như là đi hành hương xong phối hợp với đi bác ái. Dạ. Và lấy xuống miền con đường. Dạ. Thôi con xin chúc cô Lon với các cô trong cái nhóm thiện nguyện nhiều sức khỏe nha cô Lon. Dạ. Rồi, cảm ơn. Có dịp con gặp lại các cô. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cứ cầu nguyện đấy cô. Dạ.